Trước mắt khán giả, anh Nguyên đang test và giới thiệu về một bộ hát đẳng cấp, chuyên nghiệp. Thì bộ hát này anh em chơi được đa không gian, chơi được trong gia đình nhá. Quán cà phê, quán bia, quán hát tàu nghe, làm sự kiện, quá tuyệt vời luôn. Thì cây này anh Nguyên ghép một đôi loa JBL có một là SX725, lắp ráp ra tại Mỹ nhá, full noise 40, neo toàn tập và một hệ thống máy đẩy cao cấp, đẩy multi 3A 41.300, tức là 4 kênh, đưa ra 1.300W 1 kênh 8 ohm, 1 chip băng số VS, 1 sải man EC 8, 1 quản lý nguồn và 1 micro. Máy là lắp thiết bị nhá, và một con súp của Italia giờ xếp. Thì tổng bộ này 105.500.000, loa 62.000.000, súp 6.5, đẩy 20, vang 6.000.000, giải mã 3.000.000, còn linh hồn 2.000.000 và micro 5.000.000. Mời cùng nghe bản nhạc nhá. Với loa Mỹ để tiếng tép của anh rất lẻ nhá, lời rộng tiếng dài, đặc biệt phải 25, đó là ngoài là dòng biểu diễn thôi, tiếng bay bổng, hoang rộng. Đã quá nhá. Chơi không gian từ 30 vuông đến 100 vuông. Đây em thử tiếng micro nhá, xem em giới thiệu chi tiết cụ thể từng tiếng 11. Anh Nguyễn thử ổn định ok bác nhá. Một cặp loa 75 với cặp mic DB 550 của lớp này, tiếng ca rực khi là bay bổng, thoáng thoáng, mượt mà, ấm áp. Dễ hát, dễ làm. Ghé thăm gác vắng buồn hiu bụng cảnh âm thầm, em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em lúc phân đi, không giàu sầu thương đó bờ mi, niên nay làm chi sẽ khổ lòng em. Đẹp lá mùa thu vang đổ bên thềm, khi sơn hà nhiều lỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình. Đến nay ngoài xa mịt mờ, lặng đây ôm chiếc ba lô, thấy đời vương cả ý thơ. Niềm vui là kiếp sống tung hoài, là chiến đấu cho mình, và mong mỗi tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cô hương, khoác áo đầy chai bình nhựa lên đường, tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dân thân ngoài súng đạn xa trường. Quá tuyệt vời bạn. Rồi bây giờ em giới thiệu này nhá, một cặp loa không thể đẹp hơn thôi nhá, JBL SX 725,
được lắp ráp sản xuất tại Mỹ, full đôi 40. Thì cái dòng loa này đẹp này nhá. Cái thời điểm trước nó rơi vào khoảng 6 8 triệu cặp loa này. Đấy. 6 8 triệu. Đẹp lung linh mấy nhá. Mút biết còn nguyên này, thân bụi này. Nhưng mà là cũ Wallace. Đem cờ còn nguyên. Công suất rất khủng, con này 1200, 2400, 4800 nhá. Giải tần xuống 35 Hz và 20 kg. Thì bên em bao đẹp cho bác từ cái vỏ nhá, từ cái lốc. Không gì cũng xịn không bán nhá, đấy quan điểm của em. Không gì cũng xịn là không bán. Bao đẹp, giá là cực kỳ tình yêu. 62 triệu nhá. Trước những đôi này phải 68 70 triệu. Đấy. Mùa này thì em bán cho bác ra giá hợp lý luôn. Một con súp RCF nhá. Bãi xịn cao cấp, giá 6 triệu 50 triệu. Một hệ thống máy đẩy cao cấp ghép nhá, con đẩy Motivity làm mưa làm gió này. Con này hay lắm nhá. 1300 một kênh. Đấy, đánh được một cặp loa 75 này và có thể là một cặp súp kép hoặc là hai cặp loa 75 thoải mái. Một chiếc vang số, một giải man EC nhá, một lâu tiếng quản lý nguồn và một bộ mic DB 550 lớn là hay nhá. Thì cả bộ này cả súp là 105 triệu 500. Gọi đi mua sắm phôi ghép liên hệ bên số máy 0936 583 10. Thì cái bộ này anh em chưa được cả nhạc sàn nhá, nhạc rất mạnh và cực kỳ mạnh, rồi nhạc không lời trữ tình, rồi nghe nhạc vàng hát cao kê thì hết thuốc chấm đó nhá. Anh cứ chào bác ạ. Hay quá.